Gió bác khách đến trực tiếp này, 133 phố Trường Lâm này. Đấy, bác bảo sang nghe trực tiếp xem có khác ở trên điện thoại không này. Đấy, thu bằng điện thoại thường. Mây xa có còn đôi đứa vẫn nhìn đấy, mở test nhạc cho bác khách. Bác ở bên cầu Mai Động, bên Mai Động mưa đang rất là mưa to. Đấy, ngày 26 tháng 9 chú ở ngoài kia mới đời vòng vào đây. Vâng đấy, chú vừa mất một đoạn. Đấy, ngày 26 bây giờ là 1:30 này. Đấy, từ bên Mai Động sang thì trực tiếp bên Gia Lâm này. Đấy, cho em một cấu hình cực vít này. Đấy, khi vào điện thoại sang nghe trực tiếp xem có hay hơn trong điện thoại không thì bác ấy đánh giá hay hơn rất nhiều. Nghe trực tiếp hay hơn rất nhiều, qua điện thoại để coi nhé. Còn một đô la cũng rất là 4.000 này, và có đẩy cái gian DCX7 này. Và bên em đang phối ghép thêm một bộ mic Bluetooth VK321 này. Đó, bộ bán rất chạy hiện nay. Các bác hãy thử trải nghiệm chọn lựa. Đô la cũng rất là 4.000. Thiết kế rất là nhiều đường tiếng. Tới 7 loa trên một thùng, bát 30. Nhưng mà loa bát 30 các bác nhé, bát 30 này. Đôi này bên tiếng City này có dán tem bảo hành rồi này, tiếng City đang vừa test xong đấy. Đó, đây kia mới để lên ra DCX7 này. Mẫu này là cực hot đây, để lên vang hot nhất hiện nay, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, xử lý nhạc rất chi tiết và rất dễ dùng. Đấy, riêng cái bộ này là các bác và anh em hát karaoke rất là hay rồi, nghe nhạc rất là rõ nét rồi. Không quá cần cầu kỳ nhiều thiết bị đâu bạn, rối tinh rối mù đây là khó chỉnh. Chỉ cần một đẩy đến vang lên sách 7 là đã quá hoàn hảo. Nghe thêm một trầm cho khách nghe. Nghe thêm trên con trầm nghe cho nó sâu. Đây, cái bộ vào 4.000 này đẩy 7 rồi. Và con súp này, anh lấy thêm một mic từ K321 nữa. Rất là đông, mưa gió thì bác cách đấy, bác vượt mưa, vượt bão để đến trực tiếp K33 phố Trường Lâm mà nghe đấy. Khi nghe trầm mà nghe rất là hay, rất là sâu. Các bác nào mà nghe trầm rồi thì sẽ nghiện, thiếu không chịu được ạ. À, ghép thêm với con bộ cấu hình G4000. Test cả bản nhạc sàn, các bác khách test cả một bản nhạc sàn mạnh. Chút phải nghe sàn mới hay. Khi tiếp xúc vào hỗ trợ hệ thống bộ G4000 cực kỳ tuyệt vời. Đó, tư vấn nốt cho khách kìa.